Chúa một tối thứ tư lại đến để mà chúng ta có thời gian để cầu thay cho nhau và cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là một tạ ơn Chúa đã ban cho Chúa Giêsu thầy đồng Giêsu để xuống thế gian này để ban bình an cho chúng ta. Giờ này xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện với nhau để cảm tạ ơn Chúa cho một đêm tốt lành. Cảm tạ ơn Ngài. Ôi Chúa ơi, Đức Chúa Trời của chúng con, cảm tạ ơn Chúa là đấng thành tín, Ngài luôn luôn ở cùng mọi nơi mọi lúc với chúng con. Cảm tạ ơn Ngài, Chúa đã ban Chúa Thánh Linh, Chúa đã ban Chúa Giêsu xuống cho chúng con một món quà để mà chúng con có được sự cứu rỗi của Chúa, được sự tha tội của Ngài và được sự biến đổi để mà chúng con có một đời sống mới. Chúng con xin dâng đêm hôm nay lên cho Ngài để mà những điều mà chúng con cầu thay cho nhau và những ông bà anh chị em đang ở nhà và đang coi chương trình này cũng được hưởng ơn phước của Chúa qua lời cầu thay cho nhau. Như thế ở đây chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con xin dâng giờ này lên bàn tay yêu dấu của Cha và đồng thánh cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta hãy cùng nhau hát bài quà tặng của Chúa. Chúng ta thật là tuyệt vời, một món quà mà lòng của chúng con
giờ này xin Chúa tiếp tục ở với chúng con giờ này, và chúng con nhìn thấy được sự bình an của Ngài khi mà chúng con bước đến với Chúa trong mùa Giáng sinh này. Cảm tạ ơn Chúa vì sự bình an của Chúa ban cho chúng con trong mỗi ngày chúng con đi. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và xin chúng ta cùng hòa nhịp với nhau để hát bài bình an cho lời Người. Xin chúng ta cầu nguyện cho GMV cũng như là Vision TV và ông bà anh chị em của chúng con. Xin cầu nguyện cho thế hệ thứ hai của chúng ta là con cháu của chúng ta. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con gia đình, Chúa ban cho chúng con cha mẹ và con cái của chúng con. Chúa ơi, giờ này con xin cầu nguyện cho thế hệ thứ hai của chúng con mà Chúa đã ban, thì xin Chúa ở cùng với các con của chúng con trong việc học tập cũng như là trau chuốt cho đời sống của các cháu, để mà các cháu biết lớn lên trong lời của Chúa, biết hầu việc Ngài và biết vâng phục Chúa và làm theo. Con cảm tạ ơn Ngài. Thank you.
chúng ta một lần lớn tiếng cầu nguyện. Xin mời bà cầu nguyện. Xin mời bà lên đây cầu nguyện. Trời, con dâng lên lời cảm tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng và chúng con hết lòng hết sức thờ phượng và hầu việc Ngài. Và chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa vì tình thương của Ngài. Chúa ơi, Ngài đã bằng lòng xuống trần gian này để mà cứu vớt chúng con và cứu vớt nhân loại, vì Chúa thấy tội lỗi của nhân loại mà Ngài đã bằng lòng Ngài sanh lên chuồng chiên máng cỏ để cho hết thảy chúng con là con cái của Ngài, chúng con đến tôn thờ Ngài mà không phải chỉ riêng con cái của Ngài, nhưng tất cả nhân loại của chúng con đều chiêm ngưỡng về sự giáng sanh của Ngài. Chúa ơi, lòng chúng con rất là vui mừng và cả nhân loại cũng đều rất vui mừng, lớn tiếng ngợi khen ca ngợi Chúa, và các nơi cũng đang từng hội thánh đang tổ chức để rao sứ điệp của Ngài đến cho nhân loại của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho mùa giáng sanh năm nay. Nhiều đồng bào chúng con là những người đi hương và đến chỗ hương mất, họ biết tin mừng của rỡ của Ngài mà họ mau mau đến để tin thờ Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước cho từng nơi, từng hội thánh tổ chức được kết quả tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng, cảm tạ ơn Chúa và Ngài đem sự bình an, sự vui mừng đến cho chúng con và nhân loại. Lòng chúng con rất là vui mừng, từng hội thánh con cái tôi tớ của Ngài đều nao nức vui mừng, cảm tạ ơn Ngài, đón nhận sự thương xót của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa thương xót và luôn cho mỗi đời sống của chúng con là con cái của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài để rồi chúng con sống đẹp với Ngài. Chúng con sống để bày tỏ danh Chúa cho nhiều người đồng bào chúng con để họ biết đến Chúa mà tiếp nhận Ngài. Chúng con để họ cũng đến thờ phượng Chúa và họ cũng được sự cứu rỗi, sự bình an, phước hạnh. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa thương xót và ban phước cho chúng con. Mỗi hội thánh chúng con đều tổ chức vui mừng, cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước để hết thảy lòng chúng con luôn là sự vui mừng, bình an, phước hạnh đón nhận Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này chúng con dâng thì giờ trong thể trị của Chúa, những thì giờ còn lại xin Chúa ban phước. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Giờ này con xin cầu thay cho chị Thu Trang, bé Minh Minh, Liên và những người mà bạn của con họ chưa biết đến Ngài. Chú ơi, con xin giao ba linh hồn này cho Ngài. Xin Chúa ngự vào lòng của tấm lòng của các chị, các con của chúng con, để mà Minh Minh, Liên và chị Thu Trang hiểu biết Chúa và khao khát Ngài, và xin nhận tội của mình để mà được chứa cơ, để mà quay trở về với Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, con cũng xin dâng Spencer lên cho Ngài. Chúa đã có chương trình tốt lành cho cháu, Chúa đã chữa lành, Chúa đã cho cháu qua cuộc giải phẫu rất là khó khăn. Chúa con biết rằng Chúa có chương trình lớn cho cháu. Xin Chúa tiếp tục Chúa giải cứu cháu ra khỏi sự bệnh tật. Chúa ơi, khi xưa Chúa đã của cây vả khô héo như thế nào thì giờ này Chúa cũng quở lấy cái bệnh cancer của Spencer để cho cháu được hoàn toàn sạch. Chúa ơi, được hoàn toàn sạch trong cái não của cháu, không còn cancer nữa, để mà đời sống của cháu được Chúa dùng trong công việc lớn của Chúa. Và xin Chúa cũng mở mắt mở trí cho ba mẹ của cháu để cho ba mẹ cháu biết rằng Chúa Giêsu ngày hôm nay, hôm qua và đời đời sự không hề thay đổi, và sự thần tính của Chúa là lớn. Sự thần tính của Chúa, Chúa hứa với chúng con thì Chúa sẽ làm thành điều đó. Chúa ơi, không có việc gì quá lớn so với Ngài. Và chúng con trông cậy nơi Chúa, con giao cháu Spencer lên cho Ngài. Con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, mùa giáng sinh năm nay thật là một sự phước hạnh lớn cho gia đình mục sư Hội. Chúa đã ban cho bà một quả thận mới. Chúa ơi, xin Ngài tiếp tục Chúa bổ sức cho ông bà, để ông bà lại tiếp tục cuộc hành trình mà Chúa đã giao phó cho ông bà trong bao nhiêu năm nay, để mà lòng
và mắt của chúng con được mở ra và nhìn thấy được quyền năng, cái diệu của Chúa và đấng chữa lành cho chúng con, không những về cái thân thể bệnh tật này nhưng mà cả tấm lòng của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúa ơi, con xin dâng nhà cầu nguyện bữa nay cho Ngài. Chúa ơi, con xin dâng tôi tớ của Chúa là một sư dương lên cho Chúa. Xin Ngài thêm sức cho ông, xin Ngài hà hơi tiếp sức cho ông trong những ngày tới này, để cho ông lên được San Jose trong ngày Chủ nhật này, ngày 15 tây. Chúng con có buổi truyền giảng trên đó. Chúa ơi, chúng con biết rằng công việc Chúa giao thì Chúa sẽ làm thành. Chúng con chỉ giao và Chúa sẽ làm lớn lên. Chúng con giao phó những linh hồn sắp tới đây, họ đến dự lễ trong buổi truyền giảng, thì lời của Chúa sẽ được gieo vào trong lòng của họ. Và sự gieo này không phải là của con, phải không Chúa? Chúng con trông cậy nơi Ngài. Và chúng con biết rằng Chúa đang nhìn thấy chúng con, vì Chúa hứa với chúng con nơi nào có đôi ba người nhắm lại nhân danh Chúa thì Chúa sẽ nhận ngự ở giữa. Giờ này chúng con dâng lên Ngài buổi truyền giảng ngày 15. Và từng người một, Chúa ơi, từng chiếc ghế sẽ được đầy hết, và ghế sẽ không đủ chỗ để cho người tới dự. Và chúng con chỉ biết dâng lên những anh chị em đã hết lòng để mà tổ chức ra buổi truyền giảng này. Xin Chúa cũng ở cùng với lại đầy tớ, tối tớ của Ngài, những người sẽ mang sứ điệp của Chúa, và lòng của mỗi người đến nghe dự sẽ được mở ra. Chúa ơi, xin ngự vào tấm lòng của từng người. Từng tấm lòng là sẽ là một cái máng chiên để Chúa ngự vào. Và xin hài nhi bé nhỏ của Chúa xuống trần để mà không phải để sống nhưng mà để chết, để chết cho tội của chúng con, để mà chúng con được trong sạch trước mặt của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, xin mỗi một ngày cho chúng con biết Chúa nhiều hơn. Mỗi một ngày cho chúng con biết con là chúng con là những cát bụi, nhưng mà được Chúa thương và Chúa nhận làm con, thì để cho chúng con biết được cái điều vinh hạnh này, để mà chúng con sống xứng đáng với lời tình yêu của Chúa. Xin Chúa dùng chúng con, tẩy sạch chúng con, để Chúa chứa đựng trong chúng con những điều quý báu của Ngài. Cảm tạ Ngài. Cảm tạ Chúa. Chúng ta cùng hát bài Biết Chúa Biết Ta. Biết Chúa Biết Con. Cảm tạ Chúa. Chúa tha con.
con nhiều, biết Chúa đã chịu trên thank you.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả của chúng con. Chúng con chỉ là những con người, là con cái, là tôi tớ của Chúa. Chúng con chỉ biết vâng phục Ngài mà thôi. Vì chúng con biết chính Ngài là chân lý, chính Ngài là phục hưng, chính Ngài là sức mạnh để rồi có thúc đẩy hội thánh của Đức Chúa Trời được phát triển mạnh mẽ hơn lên. Và chúng con tin tưởng vào điều đó, cho nên chúng con không thất vọng, không ngã lòng. Mặc dầu một người nhóm lại, chúng con vẫn nhóm lại để hát tôn vinh thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng con. Cầu xin Chúa sẽ ở cùng chúng con, và Ngài cũng đã hứa rằng Ngài sẽ ở với chúng con mãi mãi, chẳng bao giờ thôi. Đây là một lời hứa tuyệt vời, và vì vậy chúng con đặt niềm tin vào trong Ngài. Xin Chúa mở rộng hội thánh của chúng con, và chúng con biết rằng khi chúng con có đức tin và chúng con tin rằng Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ mở rộng hội thánh của chúng con, thì điều đó Ngài sẽ làm. Xin đừng để cho chúng con phải bơ vơ, đừng để cho chúng con thất vọng, đừng để cho chúng con rối trí và chúng con chán nản. Ôi Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Nếu không có Ngài làm việc cùng chúng con thì chắc chắn rằng chúng con sẽ chẳng làm được gì cả. Lạy Chúa của chúng con, xin Ngài mở hội thánh của Ngài ngay tại đây, để rồi hội thánh của Ngài phục hưng, đúng với cái từ ngữ hội thánh phục hưng mà tôi con của Ngài đã đặt ra. Và con cái của Chúa sẽ nhóm họp lại đông đủ vui vẻ trong tinh thần tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Chúng con chỉ biết rằng chúng con nhờ Chúa. Ngồi Chúa ra chúng con không làm được gì cả. Và quả thật là điều đó là chính xác là như vậy. Xin Chúa ở cùng chúng con, ban sức thêm cho chúng con. Chúng con cần có sức lực để chúng con có thể trung tin. Ban cho mục sư Joshua có năng lực từ nơi Ngài. Ban cho cô hướng dẫn chương trình có sức khỏe từ nơi Ngài. Con cái của cô cũng có năng lực, có sức khỏe dồi dào để mà hợp tác với mẹ của mình và làm công việc nhà Chúa. Xin Chúa cũng chúc phước cho người vợ thân yêu của con có sức khỏe một cách vô dào, để rồi còn nhóm hợp với chúng con tôn vinh ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và Ngài cũng nhớ đến tất cả các con cái của Chúa trong hội thánh ngay tại đây. Họ có năng lực từ nơi Chúa, có sức khỏe Ngài ban cho, và mỗi buổi tối chúng con có một tâm lòng hướng về Ngài, hợp tác lại để nhóm hợp cầu nguyện và đồng thời thờ phượng Ngài với tất cả tâm lòng của chúng con, thì chúng con tin chắc rằng hội thánh của Ngài sẽ được phát triển và mọi người của chúng con sẽ cùng hòa mình với nhau, vui vẻ sống một đời sống phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và chúng con sẽ làm sáng cho Ngài tại khu vực này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.